Trong tập trước, Mạch Thiếu Bạch nhận Chu Thiên Tiên Tôn, cảnh giới hư tiên làm sư phụ, sau đó dẫn lão về Vũ Hóa Môn làm loạn, những tưởng phen này sẽ trấn áp được Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn nói không, sau khi trở về liền đánh nhau cùng Chu Thiên Tiên Tôn, giữa chừng, Huyền Cô Vô cũng xuất thủ đánh lén Phương Hàn nhưng bất thành. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Sắc mặt Phương Hàn run lên, bát bộ phù từ đỉnh đầu bay ra, hóa thành long khí dung nhập vào thân thể, nhân bảo hợp nhất, lần nữa hóa thành hồng hoang tổ long, quấn chặt lây cả Vũ Hóa Thiên cùng, ngẩng đầu kêu to, dầm, một con sông dài xuất hiện giữa hư không, vô số bảo bối mãnh liệt xuất hiện, Cực Ô Y Đế, Vô Lượng Hằng Sa, Chí Tôn Long Châu, toàn bộ đều hiện hiện ra ngoài, từ trên sông dài, tịch quyển phóng tới, trực tiếp oanh kích hai đại hư tiên đang vận chuyển công lực sau lưng Mạnh Thiếu Bạch, hồng hoang tổ long khổng lồ, quấn quanh toàn bộ Vũ Hóa Thiên cùng, loại lực lượng này làm cho Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Tam Thánh, tất cả thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn đều chấn động không dứt, hồng hoang tổ long, vạn long chi tổ, một ngày hóa thành, uy lực có thể thôn phệ cả một đại thế giới, càng có thể xé rách tiên giới, săn giết tiên nhân. Hiện tại tuy rằng Phương Hàn mới chỉ có một tia khí tức nguyên linh của hồng hoang tổ long, dùng bát bộ phù đồ nhân hào hợp nhất hóa thành, thế nhưng khí tức vẫn vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể quấn quanh Vũ Hóa Thiên cung, bảo vệ vô cùng chắc chắn, giống như long thần hộ pháp tiên giới trong truyền thuyết. Trong Vũ Hóa Thiên cung, hiện tại hầu như chứa toàn bộ đệ tử ẩn nấp, những đệ tử này, cả đám liên hợp đại trận, cùng nhau thủ hộ, vốn có một chút sợ hãi không dám chiến đấu, có một số đệ tử nhục thân cảnh, thậm chí bị uy nghiêm của hư tiên cường ngạnh chấn động gần chết. Hư tiên, đừng nói tới những đệ tử nhục thân cảnh, coi như đối với đệ tử thần thông bí cảnh đi nữa cũng tuyệt đối là một tồn tại không thể nào lý giải nổi, ngưỡng vọng cũng không tới. Loại cao thủ cấp bậc này, đừng nói thông động pháp thuật, coi như là tản mát ra một tia uy áp, nghìn vạn nhục thân cảnh cũng bị chấn nát bấy toàn bộ, một cái ý niệm đều có thể dẫn động thiên tượng, nguyên khí triều tịch, càng đừng nói hiện tại có hai hư tiên động thủ chiến đấu. Bất quá khi Phương Hàn biến hóa trở thành hồng hoang tổ long, quấn xung quanh Vô Hóa Thiên cung khổng lồ, bên trong tỏa ra long uy vô biên vô hạn, làm cho sự khủng hoảng sâu trong lòng những đệ tử này nhanh chóng bị xô tan. Một hồng hoang tổ long bảo vệ bọn họ chính giữa như vậy, thì còn gì đáng sợ nữa đây? Mắt thấy hồng hoang tổ long miệng phun long châu, vô tận pháp bảo đánh thẳng về phía hai đại hư tiên trên bầu trời, làm cho rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có một số thần thông bí cảnh, trưởng lão trường sinh bí cảnh đều nhất tề gầm rú, không thể kìm lòng được vì Phương Hàn gia tăng thanh thế. Phương Hàn mới là trưởng môn chân chính trong tương lai của Vũ Hóa Môn chúng ta. Long thần thủ hộ, long thần thủ hộ, lợi hại, lợi hại, thần uy như biển, thần uy như biển. Trưởng lão Dược Vương mở to miệng nhìn Phương Hàn thi triển thủ đoạn, tùy ý phun ra long tức cường liệt, rất nhiều đệ tử thu long tức, trên người liền xuất hiện những phiến long lân, gân cốt và lực lượng đều để thăng trên diện rộng. Hồng hoang tổ long phun ra một hơi thở có tác dụng làm cho con người long hóa, đệ tử nhục thân cảnh có được cỗ lực lượng này rất nhanh có thể tu luyện đến thần thông bí cảnh, đồng thời thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Tại thật lâu trước kia, trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh của Vũ Hóa Môn chúng ta đã từng có tiên đoán, trước khi đại kiếp nạn lần thứ hai tới, sẽ có một anh hùng cái thế, dẫn đường cho Vũ Hóa Môn chúng ta đi lên huy hoàng. Trước đây chúng ta vẫn tưởng là Phong Bạch Vũ, hiện tại xem ra, rất có thể chính là Phương Hàn. Một số thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến hóa liên tục, từ trong đáy lòng bắt đầu xuất hiện sự bội phục và sùng kính đối với Phương Hàn trước mặt. Lợi hại như vậy, uy thế như vậy, trưởng lão Thiên Hình kích động run rẩy, Phương Hàn chính là đại cứu tinh của Vũ Hóa Môn chúng ta. Cái gì là thiên tài Mạnh Thiếu Bạch, Hoa Thiên Đô, đều là đồ phản bội, thế gian có thể rửa sạch mọi thứ, lắng đọng tất cả, đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta có khả năng đối phó được hai đại hư tiên. Lần tiên đạo đại hội này, Vũ Hóa Môn chúng ta có thể chân chính đối kháng với Thái Nhất Môn rồi, thậm chí đệ tử Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn kia cũng trở thành nữ nhân của Phương Hàn. Phương Hàn này thực sự lợi hại, pháp lực hùng bá thế gian, Vũ Hóa Tam Thánh cũng biến sắc, thế mới biết trước đây ba người ủng hộ Hoa Thiên Ô, lại ủng hộ Mạnh Thiếu Bạch là ngu xuẩn cỡ nào. Lập tức, Vũ Minh Không, người có tu vi pháp lực cao nhất trong Vũ Hóa Tam Thánh, đã tu luyện đến hỗn động cảnh, huýt sáo dài một tiếng, tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn nghe lệnh, toàn lực ủng hộ Phương Hàn, mệnh lệnh của Phương Hàn sẽ tương đương với mệnh lệnh của trưởng giáo Chí Tôn. Điều này đã nói rõ chính là để Phương Hàn trở thành trưởng môn nhân chân chính đời tiếp theo, không hề có sự thay đổi nào nữa rồi. Biến hóa, ngay trong sát đà này diễn ra, Phương Hàn, Mạch Thiếu Bạch sẽ được chúng ta bồi dưỡng thật tốt để đối phó ngươi, sau này, hắn sẽ tiến vào tiên giới, sau đó đến bóp chết ngươi. Tuy nhiên ngày hôm nay, ta muốn đánh ngươi rớt cảnh giới, để ngươi biết, hư tiên là loại uy nghiêm như thế, uy nghiêm tuyệt đối không được phép khinh nhờn. Huyền Vô Cô lật tay một cái, bảo vệ Mạnh Thiếu Bạch, sau đó để chúng thần tháp chuyển động xoay tròn, ngàn vạn thân linh tự nhiên bên trong, lần thứ hai cầu khẩu, bắn ra một quang trụ khổng lồ, cùng với long tức mà Phương Hàn phun ra ngoài va chạm kịch liệt,
mà thân thể của Chu Thiên Tiên Tôn thì lại liên tục dao động, chân đạp bộ pháp, đánh ra đại dịch thần quyền, mỗi một quyền đều mang theo trăm triệu đại lực, áp bách ập tới, chỉ hơi lướt qua ngọn núi bên ngoài Vũ Hóa Quân Sơn, toàn bộ hóa thành bột phấn, đại địa bị đánh ra một lỗ thủng thật sâu, một khối lớn bắt đầu chìm xuống dưới, vô số dòng dung nham nóng chảy phun thẳng trời cao, nhìn tình cảnh giống như ngày tận thế, hai cỗ pháp lực giữa không trung bắn loạn, tương hỗ công kích, Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, kịch liệt gầm dài, mỗi một tiếng gầm dài đều có mấy trăm thuần dương đan được bị thiêu đốt, sản sinh ra lực lượng vô cùng để thôi động rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, mà Phong Bạch Vũ điều khiển lực lượng của Thiên Hoàng Kính cũng hội tụ vào trong đó, Vũ Hóa Tam Thánh càng giống to lớn, huyết sáo dài, Vũ Hóa Thiên Cùng, hàng tỷ sinh linh, chúng sinh nguyện lực, chống đỡ tà ma, ầm ầm, lập tức, trong chỗ sâu Vũ Hóa Thiên Cùng, trong các không gian, vô số nguyên lực truyền ra ngoài, chuyển vận tiến vào trong thân thể Hồng Hoang Tổ Long của Phương Hàn. Nhất thời thân thể Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân thành lần thứ hai bành trướng, toàn thân cư nhiên lóe ra quang mang bảy màu, tiếng ngâm nga vang vọng thật lớn, chấn kinh thiên địa, trong mỗi một tiếng giống, quần tinh trên bầu trời tựa hồ như phải rơi xuống. Long uy như vậy, trong Vũ Hóa Thiên Cùng này, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thiên ma, bao nhiêu sinh linh, cư nhiên có thể tích sức ra được nguyên lực khổng lồ tới vậy, hiện tại toàn bộ chuyên hóa thành chúc phúc thân lực cho ta càng thêm tăng lực lượng. Phương Hàn chiếm được lực lượng Vũ Hóa Tam Thánh, còn có toàn bộ lực lượng môn nhân đệ tử quán nhập, tất cả các bảo bối đều đã thôi động uy lực tới mức cao nhất. Hơn nữa hắn cảm giác được, chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, lực lượng tích xúc vô cùng to lớn, thần linh tự nhiên, gia chỉ thân ta, thánh quang vinh diệu, đế quốc vĩnh tồn. Huyền Vô Cô lần thứ hai chuyển động chúng thần tháp, đồng trên người bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh, sát vào trong chúng thần tháp, trong đó vô số thần linh tự nhiên ngâm nga tung niệm, càng thêm kịch liệt, một khúc thánh ca rõ ràng vang vọng khắp thiên địa, tất cả tồn tại đều bị hủy diệt, tất cả tà ác đều bị thanh trừ, y dịch toán thiên, ta liền cho một môn phái nho nhỏ như Vũ Hóa môn các ngươi nhìn tiên thuật chân chính của y dịch giáo ta. Chu Thiên Tiên Tôn tựa hồ đã thực sự tức giận rồi, đột nhiên trong lúc đó, thân thể biến hóa, cùng với y dịch ngọc tỷ dung hợp một chỗ, quanh thân răng rắc rung động, cuối cùng thân thể biến hóa thành một pháp bảo giống như bản tính cực lớn, không sai, chính là một pháp bảo trong giống như bản tính, mỗi một hạt châu trên bản tính kia đều có trăm triệu phù văn ngưng kết thành, trên dưới nhảy lên, tựa hồ là đang tính toán công thức, tính toán cái gì đó, trong lúc hạt châu bản tính được kích động, vô số thiên cơ trôi qua, các loại biến hóa trong tương lai đều theo công thức tính toán hiện ra, bản tính thật lớn, trực tiếp áp bách tới, cư nhiên so với thân thế Hồng Hoang Tổ Long còn to lớn hơn. Phương Hàn, cẩn thận, đây chính là toán thiên y pháp, tiên thuật của y dịch giáo, người nhanh nhanh thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, chúng ta hợp hai làm một. Phong Bạch Vũ đột nhiên lao ra, truyền âm cho Phương Hàn, trong lúc thần niệm truyền lại, thân thể của hắn và Thiên Hoàng Kinh đột nhiên kết hợp hai thành một, sau đó thân thể biến hóa thành một người khổng lồ thân cao vạn trượng, tay cầm quyền trượng, mang theo bình thiên quan, không nhìn thấy rõ mặt mũi, hình như có khí tức thiên hoàng thượng cổ, lại hình như mang theo một loại khí tức thần đế thống trị thần tộc, hai loại khí chất kết hợp, quỷ bí không gì sánh được. Phong Bạch Vũ này, bí mật rất nhiều. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, nhưng không hề chậm chạp, lần thứ hai thì triển ra quỷ phủ thân công y tiên thuật hóa thành một chiếc đại phù. Tốt, Phong Bạch Vũ hóa thân thành hoàng giả vạn trượng, đột nhiên đứng thẳng lên, cấm lấy cử phủ do Phương Hàn thi triển quỷ phủ thân công đại tiên thuật, mạnh mẽ nhấc lên, hướng về phía bản tính đang lao tới gần bổ xuống. Vô số tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, giống như hàng nghìn hàng tinh bạo tạc, bản tính thật lớn kia bị một búa do Phong Bạch Vũ và Phương Hàn chấn động, hạt châu bản tính nổ tan tành, bột phát bay khắp trời. Phương Hàn, đây chính là lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ này, cũng loại với bản nguyên tạo hóa thân lực, chỉ là còn chưa bị kích phát ra mà thôi. Vừa rồi ngươi có cảm giác được hay không? Ta đương nhiên cảm giác được, một búa bổ nát bản tính kia, Phương Hàn cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Trước đây hắn thi triển quỷ phủ thần công y tiên thuật, coi như là chém nát pháp báo địch nhân thì nguyên khí của chính mình cũng sẽ bị chấn động, thế nhưng tại một chút cảm giác không tốt cũng không có, nguyên khí toàn thân vẫn tràn đầy. Đối với quỷ phủ thân công đại tiên thuật tựa hồ lĩnh ngộ tới một tầng ảo diệu sâu hơn. Nguyên lai vừa rồi, Phong Bạch Vũ hóa thân thành một người khổng lồ, cầm cự phủ giơ lên cao, Phương Hàn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ quán nhập vào trong cơ thể chính mình, có thể làm cho một khối mảnh vỡ tạo hóa thân khi trong bát bộ phủ ô bị chấn động, trong đó phóng xuất ra một tia tạo hóa lực. Hơn nữa Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được trong thân thể Phong Bạch Vũ ẩn chứa thần lực to lớn vô cùng, hình như là một biển rộng thần lực, chỉ là bị một loại lực lượng kỳ quái nào đó phong ấn bên trong, không thể kích phát ra ngoài mà thôi. Cự phủ do chính mình thì triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật hình như là con đường giúp hắn phát tiết. Phong Bạch Vũ này có thể khẳng định hắn và thần tộc có mối quan hệ rất lớn. Phương Hàn, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ đối với tu luyện của ngươi có chỗ tốt cực lớn,
Nếu như ngươi và hắn có thể tương hỗ tu luyện với nhau, có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thần niệm của Diêm truyền vào trong đầu Phương Hàn, tương hỗ tu luyện, không phải là song tu sao? Phong Bạch Vũ này là nam nhân, song tu thế nào? Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bản tính bị một phù chém nát, Chu Thiên Tiên Tôn lần thứ hai ngưng tụ thành thân thể, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi hao phí cực lớn, cũng không thể tiếp TUC chịu đựng được. Một vũ hóa môn nho nhỏ, chờ y dịch giáo chúng ta triệt để hủy diệt các ngươi, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Trong lúc phát ra lời này, hắn cư nhiên không để ý tới Huyền Vô Cô, đứng dậy liền tiến hành không gian khiêu dược, biến mất không còn, chỉ để lại thanh âm liên tiếp vang vọng. Huyền Vô Cô, sau ngày quay lại đánh vũ hóa môn, chờ chúng ta chuẩn bị cẩn thận, bọn họ thủy chung ở trong huyền hoàng đại thế giới, hòa thượng có thể chạy nhưng miếu thì không. Nhãn thần Huyền Vô Cô âm trầm, tuy nhiên hắn cũng biết, lần này đánh vũ hóa môn, sợ rằng không thu được kết quả gì, coi như có thể đánh tan vũ hóa môn đi nữa cũng sợ rằng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Là một cao thủ hư tiên, hắn luôn hành sự cẩn thận, bằng không lúc đầu đối phó với một Phương Hàn nho nhỏ cũng sẽ không thực hiện nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, trước tiên kéo theo Chu Thiên Tiên Tôn xuống nước. Hừ, thân thể Huyền Vô Cô cũng triển khai không gian khiêu dược, vũ hóa môn các ngươi chỉ là con kiến nho nhỏ, đắc tội Thánh Quang Đế Quốc, giết chết tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị diệt môn triệt để. Trong lúc nói, hắn dần dần biến mất, thế nhưng, ngay khi hắn tiến vào trong hắc động đột nhiên xuất hiện một tôn thái cổ vẫn thạch vô cùng to lớn, làm cho thân thể của hắn trong hắc động bị mạnh mẽ đánh bật ra ngoài. Trong thái cổ vẫn thạch, phát ra thanh âm rất nhiều cao thủ liên hợp lại, có cao thủ hư tiên đánh vũ hóa môn, quần tinh môn chúng ta tập hợp lực lượng đến đây viện trợ, quần tinh môn cư nhiên điều động toàn bộ lực lượng đến đây viện trợ. Phương Hàn chấn động, Phong Bạch Vũ cũng sửng sốt, vũ hóa tam thánh, còn có tất cả các thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đều chết lặng người, nhìn lên bầu trời, thái cổ vẫn thạch vẫn đang chậm rãi vận chuyển, cũng không có quang mang gì, thế nhưng hơi chút khẽ động đều có thể điều khiển toàn bộ không gian. Thái cổ vẫn thạch này cũng giống như vũ hóa thiên cung, đều là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa bên trong dung nạp không biết bao nhiêu thiên ma, sinh linh, các loại cao thủ khác nhau, tinh chủ quần tinh môn, sâu không thể lường, là từ trong vô cực tinh cung trốn ra, không ai biết mang theo thứ trọng yếu nào đó, khiến cho người của vô cực tinh cung luôn luôn ghi nhớ phải diệt trừ phản đồ. Tuy nhiên Phương Hàn không ngờ tới, lá gan của bọn họ kinh nhiên lớn tới như vậy, điều động toàn bộ sòng nguyệt tới trợ giúp vũ hóa môn đối kháng hư tiên. Phải biết rằng, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng, đắc tội nhân vật bất tử chi thân, môn phái đều có phiền toái rất lớn, huống chi là hư tiên, nếu như không trấn áp được cao thủ này, như vậy đệ tử trong môn phái tuyệt đối không thể đi ra ngoài lịch lãm nữa rồi, tùy tiện một chút cũng có thể bị đánh chết. Thậm chí là trưởng môn cũng phải thường xuyên trốn trong tuyệt phẩm đạo khí không thể ra ngoài, bằng không sẽ bị giết chết. Phải biết rằng, một cao thủ đẳng cấp hư tiên có thể cách vô tận thời không tiến hành công kích, coi như là cường giả giới vương cảnh đi nữa cũng khó có thể chống lại được. Nói cách khác, cho dù thái nhất môn đắc tội với hư tiên, trưởng môn thái hỗn thiên cũng không thể nào tùy ý đi ra ngoài, bằng không rất có thể bị giết chết. Tu vi của tinh chủ tuyệt đối không cao như thái hỗn thiên, vậy mà dám mạo hiểm đến mức này. Lực lượng thái cổ vẫn thạch của quần tinh môn thực đúng là mênh mông vô tận, hơn nữa tập trung toàn bộ lực lượng quần tinh môn, dốc toàn bộ sao huyệt, vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, hợp lực thôi động tuyệt phẩm đạo khí, uy áp vô cùng, uy chấn trời cao, bức bách Huyền Vô Cô, cư nhiên làm cho Huyền Vô Cô không thể nào chạy trốn. Phương Hàn đạo hữu, Phong Bạch Vũ đạo hữu, Vũ Hóa Tam Thánh, các người còn không ra tay còn đợi tới khi nào? Tập trung lực lượng toàn bộ môn phái, trấn áp cao thủ hư tiên, sau đó cùng thu hoạch tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn, đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc tới gần. Trong thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, đột nhiên truyền ra giọng nói của tinh chủ, còn có thanh âm của rất nhiều thái thượng trưởng lão, trấn áp hư tiên, sau đó luyện hóa, thủ bút thần lớn, điều này có thể làm được sao? Trong lòng Phương Hàn vô cùng kinh hãi, lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù tu luyện tới giới vương cảnh cũng chỉ có thể chống lại hư tiên, địa vị ngang nhau, chiến thắng khó khăn 10 phần, gần như không có khả năng, càng đừng nói là trấn áp luyện hóa. Tuy nhiên cộng thêm toàn bộ lực lượng môn phái quần tinh môn, còn có tất cả lực lượng vũ hóa môn, trấn áp hư tiên Huyền Vô Cô này, tựa hồ đã có một chút nắm chắc. Trưởng giáo, việc này có thể được hay không? Phương Hàn hỏi. Có hơn phân nửa nắm chắc, đáng tiếc là nhân hoàng bút không có ở chỗ này, nếu có thêm vị đại năng này mà nói, chúng ta liền có chín thành nắm chắc rồi. Ngươi có phương pháp gì có thể triệu hoán nhân hoàng bút đến đây hay không? Ta không thể nào triệu hoán nhân hoàng bút tới đây được, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng chỉ có thể triệt để trấn áp Huyền Vô Cô này mà thôi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã đắc tội với hắn, nếu chúng ta không giết hắn thì hắn cũng sẽ giết chúng ta, không thể cố kỵ nhiều như vậy nữa rồi. Trưởng lão Thiên Hình đột nhiên nói, cư nhiên hiện ra vẻ tàn nhẫn trước nay chưa từng có. Không sai, chính là như vậy, không có thủ đoạn lợi hại,
bọn họ sẽ cho là Vũ Hóa Môn chúng ta là cọp giấy. Ta trở lại Vũ Hóa Môn sẽ làm cho môn phái quật khởi. Dù sao đi nữa Tiên Đạo Đại Hội cũng sắp diễn ra rồi, nhờ vào uy nghiêm trấn áp hư tiên, nhất cử thu được cơ hội chống lại Thái Nhất Môn. Phương Hàn huýt sáo dài liên tục, lần thứ hai biến hóa quỷ phủ thần công đại tiên thuật, mà Phong Bạch Vũ thì cũng lần thứ hai nhân bảo hợp nhất, cùng với Thiên Hoàng Kính triệt để kết hợp, biến hóa thành Chí Tôn Hoàng giả, như Thiên Hoàng, lại như mang theo khí tức thần tộc, giơ cự phủ lên, một phủ bổ thẳng vào Huyền Vô Cô, mà Vũ Hóa Tam Thánh thì dẫn đầu toàn bộ Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hóa Môn, thôi động Vũ Hóa Thiên Cung, liên kết thành một ma bàn âm dương vô cùng to lớn, hướng về phía Huyền Vô Cô chậm rãi hạ xuống dưới. Đại tinh thần thuật, phong tỏa muôn phương, tam giới chân ngôn, u minh quỷ thần, trấn áp tiên nhân, từng đợt tiếng tụng niệm từ trong thái cổ vẫn thạch quần tinh môn truyền ra ngoài, sau đó trên vẫn thạch hiện ra hư ảnh tinh chủ phu nhân, còn có mấy bóng người cao to ngưng tụ lại, thậm chí xuất hiện tới ba hỗn động, năm thế giới. Nói cách khác, trong quần tinh môn, có ba cường giả hỗn động cảnh, năm nhân vật giới vương cảnh, mà tinh chủ, dĩ nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh. Ha 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 ha, Phong Bạch Vũ, hay cho người đã tiến lên một bước, đã tu luyện tới giới vương cảnh rồi, cô động ra thế giới của chính mình, xem ra trước khi đại nạn phủ xuống, chúng ta đều có đột phá. Theo ta được biết, Ứng Tiên Thiên và Tô Tú Y cách đó không lâu cũng đã đột phá thành công rồi. Tinh chủ phát ra thanh âm to lớn, đúng không? Đa tạ quần tinh môn đến đây viện trợ, xem ra quần tinh môn muốn triệt để liên hợp với Vũ Hóa Môn chúng ta rồi. Một tháng sau diễn ra Tiên Đạo Đại Hội, khẳng định sẽ xuất hiện một lần tẩy lễ kịch liệt. Phong Bạch Vũ cười ha ha, khí phách tao nhã. Ai bảo trong Vũ Hóa Môn các người lại sinh ra một đệ tử thiên tài như vậy đây, cư nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh, sánh ngang với chúng ta, nhưng mà thành tựu sau này sợ là cao hơn chúng ta nhiều lắm. Tinh chủ nói, con ta nhờ vào hồng phúc của hắn, đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể kế thừa đại vị trưởng giáo quần tinh môn rồi. Đàn kiến hôi các ngươi, cư nhiên còn muốn trấn áp một hư tiên như ta, lôi phạt tiên giới còn không thể làm gì được ta, các ngươi cư nhiên dám đánh chủ ý lên người ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là lợi hại, thủ đoạn của hư tiên. Huyền Vô Cô nằm mơ cũng không thể ngờ, chính mình đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cư nhiên tao ngộ cảnh bị vây công như vậy. Trong mắt của hắn, Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉ là một góc nho nhỏ, mấy con cá nhỏ bị nhốt trong cái bình mà thôi. Một khi hắn phủ xuống, có thể quét ngang toàn bộ, hiện tại những con cá nhỏ này cư nhiên dám ăn ngược lại đầu cá mập to lớn như hắn, làm sao có thể không tức giận. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác được uy hiếp vô cùng to lớn, thực lực của một mình Phương Hàn đã có thể sánh ngang được với hắn, hơn nữa còn có một Phong Bạch Vũ kinh khủng. Lực lượng khổng lồ của Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ vẫn thạch quần tinh môn, cư nhiên làm cho toàn bộ không gian bị phong tỏa không chỗ hở, ngay cả hắn cũng không thể nào nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhiều lực lượng như vậy, đích thực đã tạo thành lực uy hiếp cực lớn đối với hắn. Tuy nhiên, làm sao hắn có thể dễ dàng chịu thua, đây chính là lúc sinh tử tồn vong lớn nhất. Toàn thân khẽ động, trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một đóa đàm hoa thánh quang cực đại, đóa đàm hoa thánh quang này, hơi chút xoay tròn vận chuyển, tựa hồ như sẽ mở ra một thông đạo hư không. Thông đạo hư không này nói thông tới một thế giới không tên nào đó, nghìn vạn lần đừng để hắn mở ra thông đạo nối liền với Thánh Quang Đại Thế Giới, bằng không rất nhiều cao thủ trong Thánh Quang Đại Thế Giới sẽ chạy tới, đến lúc đó, hậu quả thực sự chúng ta không thể nào chịu được nổi. Tinh chủ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được điên cuồng hét lên, tuy rằng hắn là người đứng đầu một phái, chú ý phong độ, thế nhưng hiện tại đối phó với cao thủ cấp bậc hư tiên, hơi một chút sơ ý sẽ làm cho toàn quân bị diệt, vô luận thế nào cũng không thể bình tĩnh được, đích thực là nối thông với Thánh Quang Đại Thế Giới. Phương Hàn xuất thủ đầu tiên, trực tiếp bay lên, trên tay đã nhiều hơn một đạo phù lục này có viết một chữ phong, mỗi một nét bút họa đều là từng thi thể rồng rắn, tỏa ra một loại khí tức tìm hiểu sinh tử, chân tiên mới có, chân tiên chi cảnh, sinh tử luân hồi, vô thường chi đạo, đây chính là một đạo phong thiên xá lệnh phù do thượng cổ chân tiên luyện chế ra, một đạo phù lục này bay thẳng lên trên đỉnh đầu Huyền Vô Cô, nhất thời làm cho đóa đàm hoa thánh quang bị tiêu diệt, chỗ hồng không gian vừa mới đả thông với thông đạo thế giới liền bị đóng lại. Đồng thời đạo phù lục này biến thành lưu quang, phong tỏa không gian bốn phía bị càng chặt chẽ, rắn chắc. Tuy rằng lực lượng phù lục sẽ biến mất rất nhanh, thế nhưng ít nhất trong vòng 10 lần hô hấp, Huyền Vô Cô không thể nào thi triển được bất cứ thủ đoạn nào để chạy thoát được. Ngươi, một tiểu súc sinh, Huyền Vô Cô quay người lại, đối mặt với Phương Hàn, hai mắt phun ra liệt hỏa nồng cháy, có thể thấy được nét thống hận Phương Hàn thấu xương. Ta muốn lột da ngươi, rút gần ta, lột da ta. Ta xem ngày hôm nay, ai mới là người lột da ai. Phương Hàn cười nhạt, không một chút uy kỵ, trực tiếp xông lên, căn bản không hề sợ hãi hư tiên. Hắn hiện tại có thực lực hoàn toàn chống lại được với cao thủ cảnh giới hư tiên. Véo, long chảo hồng hoang tổ long chộp vào đỉnh đầu Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô đánh ra một trường, chảo thế Phương Hàn biến đổi, thì triển ra một bộ chảo pháp vô cùng huyền diệu. Trên dưới tính toán, từ xưa đại khí,
thiên uy mênh mông cuồn cuộn, khí mãn càn khôn, dĩ nhiên đánh ngang tay ngang sức với Huyền Vô Cô, không hề rơi vào hạ phong. Người này, cư nhiên có thể ngạnh kháng với cao thủ hư tiên, không hề rơi vào hạ phong, chúng ta trăm triệu lần không làm được, trưởng thành thực sự quá nhanh rồi. Trong thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, ba lão giả mặc tinh thần pháp y cổ lão nhìn vào Phương Hàn, đồng thời vận chuyển hỗn động trong cơ thể. Đây chính là ba vị thái thượng trưởng lão lợi hại nhất của quần tinh môn, phân biệt là Tinh Trần, Tinh Cứu, Tinh Viêm, đều đã tu luyện tới hỗn động cảnh, hơn nữa bọn họ đều có họ Tinh, cùng với Tinh vẫn là một huyết mạch, hiển nhiên đều là huyết thống nhất mạch cùng chủ Vô Cực Tinh Cung. Ba vị cường giả cổ lão này hiện tại đang trấn áp Huyền Vô Cô, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Phương Hàn và Huyền Vô Cô chính diện đối kháng, đều ngạc nhiên tặc lưỡi không ngớt. Đích xác, không có Phương Hàn chính diện đối kháng với Huyền Vô Cô, chúng ta rất khó trấn áp hư tiên. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không có một người dám chịu lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên. Không biết Phương Hàn này trong tương lai có thể đột phá trở thành hư tiên chân chính hay không. Có chút khó khăn, lôi phạt tiên giới có linh tính, càng là tu vi thiên tài hơn người, lôi phạt tiên giới càng thêm mạnh mẽ. Nghe đồn năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế vượt qua lôi phạt tiên giới, cư nhiên sinh ra trên vạn lôi. Lần tiên đạo đại hội này, Thái Nhất Môn khẳng định muốn thực hiện một lần tẩy trừ, chỉnh hợp tiên đạo thập môn. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối kháng Thái Nhất Môn. Nếu như Phương Hàn có thể đối kháng với hư tiên, thì coi như có điều kiện để đối kháng với Thái Nhất Môn. Vũ Hóa Môn có đại vận khí à, xuất hiện một nhân vật như vậy, đệ tử này so với cái gì Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiếu Bạch đều cường đại hơn vô số lần, cái gì thiên tài so sánh với Phương Hàn, một cái lông cũng không được tính. Đúng vậy, tuy nhiên ta đã hạ tiền cược trước đó rồi, để Tinh Vân Bảo Bảo đi theo Phương Hàn, hiện tại đã có chút thành tựu. Lúc này Tinh chủ nhìn thấy thủ đoạn của Phương Hàn, cũng cảm thấy không bằng. Về phần rất nhiều đệ tử kiệt xuất của quần tinh môn cũng đều bị chấn động đến mức không nói ra lời, nhất là đệ nhất đệ tử Tinh Diệt Tà, hắn hiện tại đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, thế nhưng so với Tinh Vân Bảo Bảo còn xa mới sánh được. Bởi vì Tinh Vân Bảo Bảo đã đạt tới cảnh giới không gian pháp tắc đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá tới trụ quang cảnh. Hầu như tất cả các đệ tử của quần tinh môn, trưởng lão, đại trưởng lão đều có thể thấy tại thời điểm Phương Hàn và Huyền Vô Cô giao thủ, trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện hư ảnh bát bộ phù đồ. Trong hư ảnh này, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Hô Vinh Chân Quân, Tinh Vẫn, Thích Thiếu Uy, Đồ Chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, còn có Ba Lập Minh, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, 10 đại cao thủ đều đang chiến đấu. Pháp lực hội tụ thành một cỗ, thôi động nguyên khí bản thân đối kháng hư tiên. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lần thứ hai bành trướng, không biết tiếp nhận kích thích nào đó, bản thân phát ra quang mang, hóa thành từng đợt tinh đào, lực lượng điên cuồng bành trướng, đột nhiên trong một trận hôi minh ám diệt, kinh khí lưu truyền, tinh đào hối manh đại tiên thuật, tinh chủ, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão quần tinh môn, còn có Tinh Trần, Tinh Cứu, Tinh Viêm, ba đại cường giả cổ lão, nhìn thấy một màn này, đều thất kinh. Tinh Vân Bảo Bảo một lần nữa đột phá, tiến vào trụ quang cảnh rồi. 3. Nguyên lai Tinh Vân Bảo Bảo cũng đã chiếm được tinh đào hối minh đại tiên thuật do Phương Hàn truyền thụ, trong bát bộ phù đồ, nghịch chuyển thời gian, cuối cùng tu luyện thành công. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một lần nữa đột phá, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thành tựu cảnh giới kỳ diệu trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh, từng cỗ thời gian lực chạy dọc thân thể, làm cho thân thể biến hóa càng lúc càng khổng lồ. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã bành trướng tới mức cao trăm trượng, giống như một tôn cự anh. Bất quá toàn thân bị tinh hà cuốn chặt, người niết pháp ấn, trong lúc ngồi ngay ngắn, hai mắt lóe ra trong sát na, lóe ra nghìn ức lần, mỗi một lần lóe ra đều có một đạo lưu quang xuất hiện, kết hợp với chân long khí trong bát bộ phù đồ, hóa thành một đạo lưu long thật lớn, phá không phát ra, mang tất cả điên cuồng áp bách Huyền Vô Cô. Tốt, 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 Tinh chủ, ngươi hiện tại coi như thoái vị tặng cho nhi tử ngươi thì tu vi của nhi tử ngươi cũng đã đủ để chấp trưởng đại quyền. Rất nhiều thái thượng trưởng lão quần tinh môn nhìn thấy một màn này đều ha ha cười, vô cùng vui mừng. Trong các môn phái tại Huyền Hoàng đại thế giới, xuất hiện một cao thủ trường sinh bí cảnh, đều phải dâng hương tế thiên, quảng phát anh hùng thiếp, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, huống chi là đột phá trụ quang cảnh, tiến vào trường sinh tứ trọng, như vậy không biết sẽ vui mừng thành bộ dáng như thế nào. Các đại môn phái đều phải âm thầm suy nghĩ, trụ quang cảnh làm trưởng giáo chí tôn, như vậy thừa đủ rồi, người có nhìn thấy hay không? Bát bộ phù đồ của hắn đã luyện chế thành bán tuyệt phẩm đạo khí rồi, trong đó còn độ hóa một cường giả hỗn động cảnh giống như chúng ta, rốt cuộc là làm cách nào độ hóa? Ánh mắt Tinh Trần vô cùng lợi hại, lập tức phát hiện ra bên trong bát bộ phù đồ có một cường giả cường đại vô cùng như Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại khí tức của Khô Vinh Chân Quân so với bọn họ đều kinh khủng hơn rất nhiều, thậm chí trong lúc vận chuyển hỗn động pháp tắc, tùy thời đều có thể dẫn phát ra lôi phạt tiên giới. Loại cao thủ như thế này, đứng tại đỉnh cao tu vi, làm sao có thể bị độ hóa? Hơn nữa hiện tại Khô Vinh Chân Quân có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bởi vì Phương Hàn đã tu luyện tới giới vương cảnh, có thể trực tiếp độ hóa hắn, để hắn biến hóa thành khôi lỗi.
không cần phải nhờ tới đạo oán khí chớ chú kia áp chế nữa rồi. Như vậy có thể dùng Khô Vinh chân quân càng lợi hại, trong mỗi một cử động nhỏ nhất đều dẫn động thiên địa dị tượng, khí thế xé rách cửa lớn nối thông thiên giới. Trong lòng Phương Hàn cũng có dự định, tìm một cơ hội nào đó để Khô Vinh chân quân thử vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên, đồng thời mượn lực lượng lôi phạt tiên giới ngưng luyện bát bộ phù đồ. Đương nhiên điều này còn phải chờ khi hắn tu luyện tới hỗn động cảnh, bằng không căn bản không thể áp chế được hư tiên. Đến lúc đó một lần nữa bị Khô Vinh chân quân chạy mất, có thêm một địch nhân nguy hiểm. Từ trong vạn ác chi nguyên thu được một đạo chớ chú, hiện tại bị trấn áp bởi thế gian tự tại vương Phật phù lục, hóa thành một đoàn khí lưu quỷ bí màu xám liên tục xoay tròn, tùy thời đều có thể đột phá cấm chế thoát ra. Thời điểm Phương Hàn chiến đấu với Huyền Vô Cô, thần niệm luôn chú ý tới đoàn khí lưu màu xám kia. Đạo chớ chú này chính là then chốt có thể trấn áp được Huyền Vô Cô. Nếu như có thể đánh đoàn chớ chú này vào trong cơ thể Huyền Vô Cô, vậy thì cơ hội trấn áp hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng hư tiên mạnh hơn cao thủ hỗn động cảnh rất nhiều, cường đại hơn vô số lần, hình thái sinh mệnh cũng không giống nhau. Phương Hàn tuyệt đối không thể trấn áp Huyền Vô Cô dễ dàng giống như trấn áp Khô Vinh chân quân. Hơn nữa loại cao thủ cấp số như Huyền Vô Cô, tâm trí thông minh, tùy thời phiêu hốt, chớ chú rất có thể bị hắn đánh tan, phản kích ngược trở lại, vậy thì vô cùng phiền phức, nhiễm vào đám người Quần Tinh môn hay Vũ Hóa môn, vậy thì lập tức có cơ hội lật mình. Phải biết rằng đoàn chớ chú vạn ác chi nguyên này, Phương Hàn căn bản không thể tùy thời khống chế, không thể so với đại kịch độc thuật, Quần Tinh vẫn lạc, vô cực chi đạo. Ngay trong lúc này, đột nhiên trong thái cổ vẫn thạch Quần Tinh môn, ba vị cao thủ hỗn động cảnh cổ lão, gần 100 vị thái thượng trưởng lão đột nhiên phát động một loại tiên thuật vô cùng cường đại, đánh thẳng lên đỉnh đầu Huyền Vô Cô. Một mảnh hư không đột nhiên biến hóa trở thành tinh vân, trong dòng xoáy biển tinh vân vô số tinh cầu tan vỡ ngã xuống, toàn bộ đều đập thẳng vào trong thân thể Huyền Vô Cô, cư nhiên quấn quanh phá hủy hộ thể cương khí của Huyền Vô Cô. Ngay trong lúc này vô số tinh cầu ngã xuống, trong cơ thể Huyền Vô Cô phát sinh bạo tạc đồng loạt. Chỉ một điểm tiên thuật như vậy cũng muốn tiến hành phá hủy nội bộ đối với ta, các ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Thình lình lọt vào một kích này, toàn thân Huyền Vô Cô run rẩy một chút, thế nhưng ngay sau đó thánh quang cường liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, cư nhiên làm cho tinh quang không xâm nhập vào cơ thể bước ra, phản xạ ngược trở lại, đánh thẳng vào thái cổ vẫn thạch Quần Tinh môn chấn động, lung lay không ngớt, cư nhiên lợi hại như vậy. Thấy Huyền Vô Cô cường đại tới mức như thế này, vô luận là người của Quần Tinh môn hay là người của Vũ Hóa môn đều mặt vàng như đất. Cơ hội tốt, Phương Hàn lại bắt được cơ hội, tại sát na Huyền Vô Cô vận công, một trưởng đánh ra, vô số trường ảnh quấn quanh thân thể Huyền Vô Cô, thượng phương chi thủ, đại hỗn độn lôi pháp, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật, đủ hơn 30 loại 3.000 đại đạo đều gần như cùng một lúc xuất hiện, trực tiếp chộp thẳng vào sau lưng Huyền Vô Cô. Ầm ầm ầm, cương khí hộ thân của Huyền Vô Cô, một kiện pháp y bán tuyệt phẩm đạo khí bị Phương Hàn đánh tan tác, long đảo cự đại, chứa rất nhiều thần thông, đều oanh kích tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Phương Hàn, ngươi cho là đánh lén như vậy là có thể đánh tan được ta, thực sự nằm mơ. Hư tiên hóa thân, đệ nhị nguyên thần, Huyền Vô Cô bị đánh trúng, đột nhiên quay phát người lại, vừa nhìn Phương Hàn vừa nở nụ cười âm trầm, sau đó thân thể tan vỡ, hóa thành hủy diệt chi quang, hướng về phía Phương Hàn ập tới, đây cư nhiên là một phân thân của Huyền Vô Cô. Mà ở xa xa, một điểm bụi bặm không gian nhỏ bé, lần thứ hai bành trướng, hóa thành thân thể của chính mình. Nguyên lai trong một khắc hóa giải công kích của Quần Tinh môn, hắn lập tức để cho hóa thân do chính mình cực khổ nhiều năm tế luyện độn ra ngoài. Sau đó bản thân áp xúc thành bụi bặm không gian, độn đi xa, dụ dỗ Phương Hàn công kích. Tại thời điểm Phương Hàn tự cho là mình đắc thủ, đột nhiên hủy diệt hóa thân này, tạo ra cho Phương Hàn một kích vô cùng nặng nề. Mắt thấy hóa thân tan vỡ, phát huy ra lực lượng hủy diệt bao phủ xung quanh Phương Hàn, Huyền Vô Cô không hề nhàn rỗi, toàn thân bành trướng, giống như hùng ưng bắt thỏ, trên cao nghìn dặm, vô thẳng tới, trực tiếp bắt bỏ vào trong đoàn cơn lốc hủy diệt kia, muốn đánh chết Phương Hàn ngay lập tức, chỉ cần diệt trừ Phương Hàn, hắn có thể quét ngang tại chỗ, để Vũ Hóa môn, Quần Tinh môn bị đánh tan, gió cuốn mây bay. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn bắt tới, lại hoàn toàn trống không, Phương Hàn không biết đã thoát đi nơi nào rồi, căn bản không hề bị hóa thân của hắn bạo tạc ảnh hưởng tới. Sau đó, một đạo ý niệm cường đại phía sau hắn truyền ra, Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đồng thời đứng thẳng, trên tay Phong Bạch Vũ có một đạo kính quang lưu truyền. Huyền Vô Cô, ngươi vừa mới không công chôn vùi hóa thân kia rồi, thân thể Phương Hàn là ta thi triển cửu diệt trọng sinh chi quang của thiên hoàng kính chế tạo ra một cái phân thân mà thôi. Hiện tại thiên hoàng kính đã có khí linh, nghĩ không ra cũng có thể đánh lừa được cả hư tiên. Bây giờ người hãy giơ đầu chiều chúng ta liên thủ đánh một kích. Thần niệm của Phong Bạch Vũ lóe ra cực kỳ nhanh, chiếc gương trong tay nhảy lên, chiếu ra một đoàn quang mang bắn vào thân thể Phương Hàn. Lập tức trong sát na, không gian bốn phía toàn bộ đều là hình bóng Phương Hàn, cũng không biết người nào mới là thực thể. Hơn nữa hư không bốn phía
Thiên Hoàng Kính treo cao đứng lên, chỗ nào cũng là ánh trắng sáng lấp loáng, mặt trời chói chang, hình như thiên luân trăng sáng, vạn luân mặt trời chói chang hiện ra trong vũ trụ. Trong lòng Huyền Vô Cô lạnh lẽo, trong mắt cư nhiên sinh ra một tia hoảng loạn, hắn cũng không hề ngờ tới Thiên Hoàng Kính lại thần kỳ tới như vậy, phối hợp với Phương Hàn càng tăng thêm uy lực, ngay cả hắn cũng không thể nào nhận ra được thực giả. Ba, song trường của hắn chia ra đánh về phía trăm nghìn huyễn ảnh Phương Hàn trong không trung, mỗi một trường đều hủy diệt một cái huyễn ảnh. Thế nhưng những huyễn ảnh này đều không phải là thực, nhưng mỗi một huyễn ảnh đều ẩn chứa pháp lực rất mạnh, tiêu diệt một huyễn ảnh, nguyên khí trong người hắn đều lay động. Mà chân thân của Phương Hàn thủy chung không hề xuất hiện qua, thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, vũ hóa thiên cung thật lớn, nhưng trong cảm giác của hắn, vẫn như trước giấu tại chỗ sâu nhất nào đó, đang chuẩn bị phong ấn cường đại, tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Chưa từng có giờ khác hắn hoảng loạn như thế này, cảm giác không ổn tới như vậy. Đúng lúc này, một thân thể to lớn, lặng yên xuất hiện phía sau Huyền Vô Cô, vô thanh vô tức, không khí cũng không có một chút lưu động, tựa hồ là một tia quỷ thần, một tia u ảnh, một đạo linh quang. Một thân ảnh này chính là Phương Hàn, lần thứ hai hung hăng đánh một chưởng vào sau gáy Huyền Vô Cô. Một chưởng này mười phần chính xác, đầu tiên là xé rách bộ phận cương khí, lại dùng Phật quang phá vỡ thánh quang, sau đó thế gian đại tự tại vương Phật phù lục run lên để chớ chú vạn ác chi nguyên đánh vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Đạo oán khí này có thể nói là giỏi bọ phụ cốt, một khi bị phóng xuất ra, giống như đàn mãnh thú hung hãn, bắt đầu ăn mòn thân thể Huyền Vô Cô. Mắt của người trở thành mắt của ta, xương cốt của người trở thành quyền trượng của ta, đầu của người trở thành chén rượu tế tự. Thanh âm chớ chú đến từ trước Hồng Mông, có thể làm cho quần tiên đọa lạc, thế giới mục nát, chư thiên suy bại, đại đạo không còn. Huyền Vô Cô mặc dù là hư tiên, cũng không thể chống lại được chớ chú này, lập tức cảm giác được bổn nguyên tinh khí của chính mình bắt đầu tan rã. Thánh quang vốn tinh ánh sáng như ngọc, làn da vốn tràn ngập thần thánh vinh quang cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc xám xịt, cuối cùng cư nhiên xuất hiện da chết, chỉ trong chốc lát hắn biến thành một người già nua, hiện hiện xu thế tuổi già sức yếu. A, Huyền Vô Cô kêu thảm, đây là cái gì, đây là chớ chú gì, lợi hại như vậy, thánh quang phong ấn, đè ép cho ta. Trên người hắn toát ra thánh quang cường liệt, muốn khu trừ chớ chú ra khỏi cơ thể. Phương Hàn một lần nữa triển khai công kích, bao vây hắn bên trong không gian trảo ảnh, lực lượng trong mỗi một trảo đều có thể xé rách tinh không, áp bách Huyền Vô Cô không có thời gian thở dốc. Lúc này, Phong Bạch Vũ lại xuất hiện rồi, tay cầm Thiên Hoàng Kính, quay về phía Huyền Vô Cô lai động, quang mang bắn thẳng vào thân thể Huyền Vô Cô. Thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, vũ hóa thiên cung, hầu như cùng một lúc xuất hiện trên đỉnh đầu Huyền Vô Cô và lòng bàn chân, một ép từ trên xuống, một áp thẳng lên trên, gần 200 cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc liên thủ thôi động trận pháp, muốn ngăn chặn áp chế Huyền Vô Cô. Lần này, Huyền Vô Cô muốn bức tà khí xâm nhập vào cơ thể ra ngoài, lại muốn phản khách vì chủ công kích từ phía Phương Hàn, càng thêm đối kháng lại Phong Bạch Vũ chiếu xạ, còn có hai đại môn phái liên thủ toàn bộ lực lượng môn nhân chấn áp, coi như có ba đầu sáu tay, thủ đoạn cái thế cũng triệt để uể oải, mệt mỏi. Không, ta là hư tiên, là nhân vật vượt qua lôi phạt tiên giới, không thể ngã xuống tại chỗ này, bị đám tiểu bối chấn áp, ta coi như trăm nghìn thế luân hồi cũng không thể rửa sạch được sỉ nhục như thế này. Ta là Huyền Vô Cô, đường đường là hư tiên, lão tổ tông Huyền gia Thánh Quang Đế Quốc, những con kiến hôi dám đánh chủ ý lên người ta, còn bức bách ta tới tình cảnh như thế này, ta nào có thể chịu đựng được. Sâu trong nội tâm Huyền Vô Cô phát ra lệ khí triệt để bị kích phát ra, hắn đột nhiên há miệng phun ra máu tươi, hóa thành từng đóa huyết hoa, ngưng kết thành phù văn, sau đó đánh vào thân thể chính mình. Lập tức Phương Hàn cảm giác được trong thân thể của hắn, cỗ tà khí vạn ác chi nguyên đang xâm lấn kia bắt đầu bị máu tươi phong ấn, cuối cùng máu tươi phong ấn kia ngưng kết thành một viên huyết đan, cắt gao bám chắc vào thân thể Huyền Vô Cô, tựa hồ như sắp bị bước ra khỏi cơ thể, cư nhiên bị hắn phong ấn lại. Huyền Vô Cô thực sự quá mức kinh khủng. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy, da đầu cũng tê dại, tà khí vạn ác chi nguyên cũng bị phong ấn, tuy rằng tạm thời không thể bước ra ngoài cơ thể, thế nhưng nếu như không có chính mình gia tăng áp chế thì sớm muộn gì hắn cũng bước ra được. Hiện tại hắn đã hiểu được thực lực của hư tiên như thế nào, muốn chấn áp, giết chết hư tiên khó khăn tới cỡ nào. Chỉ trong chốc lát đã phong ấn tà khí vạn ác chi nguyên trong cơ thể, làn da vốn héo rũ, da nua của Huyền Vô Cô một lần nữa biến thành cường tráng mười phần, rất nhẵn nhụi, còn sáng bóng. Sâu trong làn da, có thánh ca vang vọng phát ra, tựa hồ như càng kinh khủng, càng cường đại hơn trước khi bị thụ thương. Phương Hàn, ta không biết ngươi thu được cái gì, cứ nhiên lại có thể đánh vào trong cơ thể ta chớ chú cường liệt tới như vậy. Thế nhưng, ngày hôm nay ngươi chết chắc, ngươi làm cho ta lãng phí tới phân nửa pháp lực, huyết khí để phong ấn. Ta chỉ có thể đánh chết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Thánh quang từ trên người Huyền Vô Cô, giống như thủy triều điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Thánh quang kia có thể làm cho mọi thứ bốc hơi, trong thánh quang,
một ít hình ảnh thiên thần hoàn mỹ có cánh bay tới bay lui, ngâm sướng văn chương giống như là tán ca, sử thi, cư nhiên trong chốc lát đã bức ngược quang mang thiên hoàng kính trở lại. Thân thể Huyền Vô Cô đứng thẳng trong thánh quang, hai mắt ngưng tụ nhìn Phương Hàn, hiện rõ nét cửu hận. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt, cửu hận mãnh liệt trong thân thể hắn đã bộc phát tới đỉnh điểm. Tất cả tinh khí, huyết nhục, ý chí, thần thông của hắn đều tựa hồ chuyển biến thành cửu hận, ngọn lửa báo thù điên cuồng thiêu đốt trên người. Điện quang hỏa thạch, thời gian đảo lưu, hai tay Huyền Vô Cô bắt một chảo, trong bàn tay hắn hội tụ thành một cây trường mâu. Thanh trường mâu này hoàn toàn là do hỏa diễm cửu hận ngưng tụ thành. Trong thanh trường mâu này không biết có bao nhiêu oán niệm cường đại tụ tập trong thân, oán niệm mạnh mẽ kia thậm chí có thể so sánh một chút với oán khí bên của vạn ác chi nguyên. Phương Hàn tựa hồ cảm giác được chính mình và thanh trường mâu kia có trăm nghìn thế cửu hận sinh ra đã có, căn bản chính là cửu hận không có khả năng hóa giải. Báo thù chi mâu, tiên khí vương phẩm, trong truyền thuyết hư ảnh báo thù chi mâu sao có khả năng xuất hiện tại nơi này. Phương Hàn cẩn thận, đây chính là một loại thần thông so với tiên thuật càng lợi hại hơn, cùng loại với vu tiên thuật và pháp bảo, là hắn và tiên giới vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết đạt được một loại câu thông, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh. Một kích này không phải chuyện đùa, nhất định phải chống lại được, liên thủ với ta, nhanh nhanh hợp một, quỷ phù thần công. Phong Bạch Vũ vừa nhìn thấy Huyền Vô Cô lôi ra một thanh trường mâu, nhất thời thất kinh, thiếu chút nữa nhảy lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo ô quang. Đạo ô quang này giống như hình ảnh một thanh cự phủ dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Lập tức trong lúc đó, Phương Hàn liền cảm giác được quỷ phủ thần công chính mình tu luyện được tựa hồ bị thôi hóa. Một cỗ huyền ảo nhộn nhạo trong đầu, tựa hồ trong minh minh, tại vô cùng xa, vô cùng chỗ sâu trong không gian, cảm nhận được một chiếc cự phủ ẩn nấp giữa một vũ trụ nào đó. Thanh cự phủ thần lớn này mở không gian, liền bổ xuống, nghìn ức triệu không gian bị xé rách, diễn sinh ra tinh không, nhật nguyệt, đại địa, sơn hà, thời không, thế giới, một vũ trụ vừa mới khai sáng. Mà Phong Bạch Vũ đánh ra một đạo ô quang này, tựa hồ đến từ bản thể của thanh cự phủ. Đột nhiên cự phủ lay động, vô cùng ý niệm gia trì vào thân thể Phương Hàn, thân thể hắn không thể tự chủ được liền biến thành một thanh cự phủ. Thậm chí trong bát bộ phù đồ của hắn, mảnh vỡ tạo hóa thần khí, khối mảnh vỡ giống như mai rùa màu vàng đất, bắt đầu dao động kịch liệt, bên trong cư nhiên phóng ra một cỗ nguyên khí không tên, dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Trong cơ thể Phương Hàn, giống như có nghìn vạn hải dương cùng nhau bốc hơi lên, phát ra âm thanh, sau đó thanh cự phủ bổ thẳng về phía hư ảnh báo thủ chi mâu do Huyền Vô Cô ngưng tụ ra, hai bên va chạm nhau, sau đó lại xa nhau, diện mục Huyền Vô Cô dữ tợn, hai mắt huyết hồng. Phương Hàn hóa thân thành cự phủ như thần long kinh thiên, không ngừng không dứt, trăm nghìn lần va chạm với báo thủ chi mâu, răng rắc, trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, báo thủ chi mâu và cự phủ không biết đã va chạm với nhau bao nhiêu lần, đột nhiên quay đầu cắm thẳng vào trong thân thể Phương Hàn, dĩ nhiên muốn phá nát thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Không tốt, Phong Bạch Vũ thấy thế thất kinh, nhưng không thể tránh được. Báo thù chi mâu chính là một kiện tiên khí vương phẩm trong truyền thuyết thiên giới, đại diện cho hung thần ác sát, bị vây tại tiên khí đỉnh cao, coi như là thiên hoàng kính tại thời điểm toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của báo thù chi mâu. Trong lòng Phong Bạch Vũ phi thường rõ ràng, coi như là một điểm hư ảnh cũng vô cùng lợi hại. Trong cơ thể Phương Hàn, thanh âm bạo tạc nứt nẻ lần thứ hai vang lên, thanh cự phủ thật lớn tan vỡ giải thể, lần thứ hai biến thành hình thể con người ban đầu. Tiểu xuất sinh, báo thù chi mâu chính là tuyệt học thượng cổ ta kế thừa, dùng vô số cửu hận tế tự, kết nối được với tiên khí vương phẩm tại tiên giới này, có thể mượn được một bộ phận nhỏ lực lượng và ý chí của tiên khí vương phẩm này, vừa tiến vào trong cơ thể của ngươi, sẽ biến thành lực phá hoại thật lớn, bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào của ngươi cũng không thể chống đỡ được, hơn nữa thế giới của ngươi sẽ bị lọt vào phá hư mang tính hủy diệt. Thấy báo thù chi mâu đã tiến vào trong thân thể Phương Hàn, thần sắc Huyền Vô Cô âm lãnh, cười dài liên tục, bàn tay 10 phần tàn nhãn, liên tục vung lên, phát sinh cương khí, ngăn chặn Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Vẫn Thạch cùng lúc áp bách, đồng thời há miệng phun khí, đẩy văng Phong Bạch Vũ và Thiên Hoàng Kính ra xa, cuối cùng đột nhiên đá một cước chí mạng này hướng thẳng về phía Phương Hàn. Một cước này của Huyền Vô Cô có điểm giống như chiêu thức khôi tinh thích đấu trong võ học, thời gian thối pháp biến ảo, hơi chút chấn động, không gian lực, thời gian lực, thế giới lực đều bắt đầu ngưng tụ, trên bàn chân mang theo quang mang lấp lóe, lại ẩn chứa một chút hắc ám. Đây cư nhiên chính là để quang mang vận chuyển tới cực hạn, sinh ra phản ứng âm dương tụ biến, ngũ hành thần nguyên có thể dùng quang sinh ra ám. Tiểu xúc sinh, lên đường mạnh giỏi, kiếp sau nhớ kỹ, hư tiên tuyệt đối không thể đắc tội. Trên mặt Huyền Vô Cô hiện lên nụ cười tàn nhẫn, chân đã đá vào người Phương Hàn. Hắn biết báo thù chi mâu đã tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, hiện tại đối phương không thể nào động đậy, áp lực bên trong gần bạo phát, chính mình lại tập trung công lực cả đời, một khi đá trúng,
áp lực bên trong lẫn bên ngoài bạo phát, toàn thân đều bị chấn động nổ tung, chết không toàn thây. Thế nhưng, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, phanh, bàn tay Phương Hàn biến hóa, thành long chảo, giơ lên ngăn cản một cước này, thân thể lóe ra, chảo lần thứ hai bật ngược lại, cư nhiên nắm chắc lấy bàn chân vừa đá tới. Chuyện gì xảy ra? Lần này tới phiên Huyền Vu Cô chấn động, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi vô cùng rõ ràng. Ngươi cho là báo thủ chi mâu có thể giết chết được ta sao? Thanh âm của Phương Hàn lãnh khốc vang lên, trực tiếp đánh ra một chảo, ấn thật sâu vào trong lòng lực Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô vốn đã bị thương, lại tốn hơn phân nửa lực lượng phong ấn vạn ác chi nguyên, hiện tại một lần nữa chúng phải đòn đau, rốt cuộc nỏ mạnh hết đà, bị Phương Hàn nắm lấy nhược điểm, công phá phòng tuyến, pháp lực cường đại oanh kích vào trong bản mạng thế giới, rất nhiều pháp tắc đều bắt đầu tán loạn tan vỡ. Phương Hàn đánh một kích đắc thủ, không chút lưu tình, bất quá một tia thần niệm của hắn tiến vào trong thế giới chính mình, liền thấy bản mạng thế giới, tất cả núi cao đại địa, toàn bộ đều biến thành màu xám, một ít sinh linh vừa mới diễn biến ra, toàn bộ đã tử vong, mà chỗ sâu nhất bên trong, trước mặt viên mầm mống pháp tắc, đã bị một thanh trường mâu đâm vào thật sâu. Thanh trường mâu này chính là báo thủ chi mâu, vốn dưới một kích của báo thủ chi mâu đã có thể hoàn toàn hủy diệt thế giới pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn, làm cho hắn bị đánh trở lại nguyên hình, cảnh giới hạ xuống. Thế nhưng hiện tại, báo thủ chi mâu kia đâm vào mặt trên một khối mảnh vỡ giống như mai rùa, khối mai rùa này chính là mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Hiện tại, trường mâu cắm trên mặt, không ngừng giải thể, tựa hồ lực lượng bên trong đều bị mảnh vỡ mai rùa hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng mảnh vỡ mai rùa hoàn toàn hòa tan hư ảnh báo thủ chi mâu, cư nhiên sinh ra một tê linh tính, bắt đầu tiến vào trong mầm mống pháp tắc thế giới do Phương Hàn tu luyện được. Bất quá những điều này Phương Hàn đều không hề chú ý tới. Hắn chỉ nhìn thanh báo thủ chi mâu dưới sự chống đỡ của mảnh vỡ mai rùa không thể đánh nát được mầm mống pháp tắc thế giới, liền nhanh chóng chuyển toàn bộ thần niệm vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Hiện tại các thủ hư tiên này đã là nỏ mạnh hết đà rồi, tập trung lực lượng hai đại môn phái, cư nhiên suýt chút nữa bị Huyền Vô Cô áp ngược trở lại. Phương Hàn đã thể nghiệm được sự kinh khủng của hư tiên, nếu như không phải có mảnh vỡ tạo hóa thần khí, chính mình dưới một kích của báo thủ chi mâu, cho dù không chết cũng bị trọng thương, ít nhất là mầm mống pháp tắc thế giới bị đánh tan, hạ xuống một cảnh giới. Chư vị đạo hữu quần tinh môn, đồng môn vũ hóa môn, nhanh nhanh thi triển thực lực mạnh nhất, phong ấn Huyền Vô Cô. Phương Hàn phóng toàn bộ lực lượng oanh kích vào thân thể Huyền Vô Cô, đồng thời phát sinh thần niệm, hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên. A, à, tuy rằng hiện tại Huyền Vô Cô là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng thuyền mục vẫn để lại đinh, muốn phong ấn được hắn quả thực phi thường khó khăn, một khi xảy ra vấn đề, vô luận là vũ hóa môn hay quần tinh môn đều bị thương vong thảm trọng, không ai dám coi thường. Quần tinh môn ra lệnh một tiếng, ba vị cao thủ hỗn động cảnh, năm cao thủ giới vương cảnh, cộng thêm rất nhiều thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão trường sinh bí cảnh đều tụng niệm kinh văn, để cho pháp tắc của chính mình giao hòa cùng một chỗ, hóa thành từng chiếc xiềng xích khóa lớn phô thiên cái địa phong tỏa tiến vào trong cơ thể Huyền Vô Cô. Mà rất nhiều nhân vật vũ hóa môn cũng sợ bị người quần tinh môn cướp mất tiên cơ, đồng thời thôi động phong ấn cường liệt nhất, trăm nghìn cao thủ niệm động chú ngữ để thần thông pháp tắc, rất nhiều đại trận đánh vào trong cơ thể Huyền Vô Cô. Ban đầu Phương Hàn chỉ có thể ngăn cản được Huyền Vô Cô mà thôi, tối đa là cục diện giằng co ngang nhau. Thế nhưng cục diện giằng co vừa rồi dưới sự liên hợp phát huy toàn bộ thực lực của vũ hóa môn, quần tinh môn nhanh chóng bị đánh vỡ, lực lượng của Phương Hàn lập tức bành trướng, triển khai phá hủy trong thế giới Huyền Vô Cô. Thế giới Huyền Vô Cô phi thường kiên cố, đã trải qua lôi phạt tiên giới tẩy lễ, so với thế giới hỗn động của cường giả hỗn động cảnh không biết cô động hơn biết bao nhiêu lần, trong đó có chứa rất nhiều pháp bảo cường đại, sinh linh chấn áp. Bất quá những pháp bảo, sinh linh này lần lượt bị Phương Hàn thu thập vào trong bát bộ phù đồ, sau đó bị độ hóa, rất nhiều đạo khí trung phẩm, thậm chí một ít đạo khí thượng phẩm cường đại, toàn bộ đều tiện nghi cho Phương Hàn. Cùng lúc đó, một ít sinh linh cường đại, thậm chí là thần thú, cũng khó tránh được bị Phương Hàn hút vào trong bát bộ phù đồ. Hư tiên là tồn tại như thế nào, cất giấu phong phú như thế nào, phát triển thế giới bản thân phồn vinh hương thịnh, thậm chí tại thế giới của Huyền Vô Cô, Phương Hàn phát hiện ra hơn 1.000 đầu thái cổ long tộc. Những đầu thái cổ long tộc này bay lượn tại các quốc gia, là một phương bá chủ, thống lĩnh vô số sinh linh. Nguyên lai, trong thế giới của Huyền Vô Cô, diện tích đất đai rộng lớn, nuôi dưỡng tỷ tỷ sinh linh, cũng chia ra thành các quốc gia khác nhau. Những quốc gia này cũng giống như con người trong thế tục bình thường, sinh hoạt giống nhau, cũng tu luyện giống như con người bình thường tại huyền hoàng đại thế giới, còn chia ra rất nhiều môn phái, đều tự tranh đấu không thôi, diễn dịch ra vô số ân oán tình cừu, sinh sôi nảy nở vô số văn minh, thậm chí còn sáng lập văn tự. Có một số văn minh đã phát triển qua mấy vạn năm, đã đạt tới trình độ vô cùng cường thịnh. Phương Hàn nhìn một màn này, trong lòng sinh ra cảm khái, đám sinh linh kia sinh sống trong một thế giới của người khác nhưng không hề tự biết, cho rằng bằng vào chính mình dần dần tu luyện, đến một cảnh giới càng cao hơn.
Bất quá, trong lúc hắn cảm khái, đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, có lẽ thiên địa vũ trụ mà chính mình đang tồn tại chính là một thế giới trong cơ thể của kẻ nào đó thì sao? Ý niệm trong đầu này diễn sinh ra, làm cho hắn thầm giật nảy mình, không có khả năng này, không có khả năng để cả thiên địa vũ trụ đều nhét vào bên trong đó. Tuy rằng trong lòng vô cùng cảm khái, thế nhưng hắn cũng không hề hạ thủ chậm chạp, hướng ra phía ngoài quơ chảo, vô số Phật quang điên cuồng bắn ra, đầu tiên là mấy nghìn đầu thái cổ long tộc cường đại tại thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô, toàn bộ bị độ hóa, hút vào trong bát bộ phù đồ. Những đầu thái cổ long tộc này không phải toàn bộ đều là thiên long, có một số là kim long, có một số là ngân long, có một số là song đầu long, nhưng tu vi vô cùng mạnh mẽ, hầu hết đều so sánh được với cao thủ kim đan. Một nhóm tương đối nhỏ đạt tới thần thông cửu trọng, thập trọng, thậm chí hơn trăm đầu thiên long chân chính đều là long tộc trường sinh bí cảnh. Khi độ hóa hút vào trong bát bộ phù đồ, lập tức sản sinh ra nguyện lực, nhất thời khiến cho rất nhiều không gian vốn vô cùng trống vắng bắt đầu xuất hiện một chút sinh cơ. Bất quá, một chút này còn thiếu rất nhiều, so ra còn kém hơn rất nhiều khi toàn thịnh, có hơn 40 ức thiên ma, Phương Hàn đang muốn bắt lấy càng nhiều sinh linh. Thế nhưng trong lúc này, đột nhiên trung ương thế giới Huyền Vô Cô xuất hiện một chiếc bảo tháp này chính là một tuyệt pháp bảo khí, tuy rằng chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng phóng xuất ra quang mang vạn trượng, rất nhiều thần tinh tự thiên cuồn cuộn trong đó, phát sinh ngâm sướng, ngâm tụng thánh ca, kiệt lực vận chuyển phiến thế giới này, muốn lợi dụng pháp tắc thế giới để nghiền áp chết Phương Hàn. Chúng thần tháp, Phương Hàn vừa nhìn, chính là tuyệt phẩm bảo khí do Huyền Vô Cô khổ cực tu vi cả đời luyện chế ra, một kiện tuyệt phẩm đạo khí chúng thần tháp này, cho dù là một kiện tuyệt phẩm đạo khí bình thường nhất, đều cần tu sĩ khi còn sống tới cô đọng, coi như là tu vi như Huyền Vô Cô cũng không thể luyện chế ra nhiều kiện tuyệt phẩm đạo khí, nếu không hoàn thiện được một kiện, sau này còn phải để vượt qua lôi phạt tiên giới, mới có hy vọng tấn chức trở thành tiên khí. Pháp bảo này, cường đại không gì sánh được, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên ma không nói, mà những thần linh tự nhiên bị ta độ hóa, chính là một bút tài phú thật lớn. Hơn nữa, nếu như để chúng thần tháp dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, có thể làm cho bát bộ phù đồ lột xác trở thành tồn tại càng cường đại hơn, nhất định phải cướp đoạt được nó. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay vút đi, bàn tay to tụ thành chảo, biến hóa thành hồng hoang tổ long, ngạnh sinh quấn lấy chúng thần tháp, muốn quấn chặt tuyệt phẩm đạo khí này rồi mạnh mẽ lôi ra khỏi thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Xúc sinh, nghiệt xúc, Huyền Vô Cô bị trấn áp tới mức không thể động đậy, chỉ có thể vận chuyển thế giới trong cơ thể, dùng lực lượng cường đại chiều trị nguyên khí, tiến hành đối kháng với Phương Hàn, bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thể sinh ra được bất cứ tác dụng gì, huống chi, hắn còn phải phong ấn oán khí vạn ác trình nguyên trong cơ thể. Từ từ từng bước một, chúng thần tháp từ thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô bị Phương Hàn mạnh mẽ lôi ra ngoài, kéo vào trong bát bộ phù đồ, trấn áp lại, cuối cùng chuẩn bị luyện hóa. Mà bản thân Huyền Vô Cô cũng bị hai đại môn phái, vô số cao thủ đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc bắt đầu thu nhỏ lại biến thành một tôn tiểu nhân nho nhỏ, bị phong tỏa tại một mảnh âm dương nhị khí, trong một mảnh thủy tinh thạch tinh quang sáng lạn. Bất quá, tuy rằng đã bị trói buộc bên trong thủy tinh thạch, thế nhưng Huyền Vô Cô vẫn như cũ trợn tròn con mắt, khí tức oán độc trên mặt nếu như để một thủ thần thông bí cảnh nhìn thấy, sợ rằng bị trực tiếp kinh hãi mà chết, ý niệm giống như bão vũ cuồng phong, từ trong đó truyền ra ngoài. Tiểu môn phái các ngươi, cư nhiên dám phong ấn ta, ta là bất tử bất hủ bất diệt vĩnh hằng thân thể, đám con kiến các ngươi, ta muốn triệt để diệt sạch các ngươi, Thánh Quang Đại Đế Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền Vô Cô, ngươi hãy an ổn một chút đi, chờ khi ta độ hóa ngươi, thực giống như Khô Vinh Chân Quân, trở thành nô lệ của ta, người hầu của ta, gọi ta một tiếng chủ nhân, một hư tiên, gọi ta là chủ nhân, ta xem ngươi làm cách nào có thể tiếp tục bảo trì hình tượng, ta muốn ngươi làm trò trước mặt đám người Thánh Quang Đế Quốc, gọi ta một tiếng chủ nhân. Ngôn từ Phương Hàn sắc bén, đao thương mũi nhọn, đâm sâu vào tâm linh, làm cho Huyền Vô Cô phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngẫm lại chính mình sau khi bị độ hóa, trước mặt tất cả mọi người tại Thánh Quang Đế Quốc gọi Phương Hà là chủ nhân, vậy thì tu vi suốt đời còn có tác dụng gì, vinh quang gì, đều giống như nước chảy, tiếng xấu muôn đời. Với tu vi hiện tại của ngươi, muốn độ hóa ra, có thể làm cho ta biến thành khôi lỗi, không có khả năng, ngươi cũng không làm gì được ta, cho dù để ta luyện thành bụi bặm, ta đều có thể triệt để sống lại, đồng thời có được lực lượng đỉnh cao của chính mình. Huyền Vô Cô đột nhiên lãnh tĩnh lại, ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được hư tiên đã vượt qua lôi phạt tiên giới là như thế nào, ý niệm kinh khủng cỡ nào, có lẽ ý niệm hiện tại của ta đã ký thác trong không gian dị độ, chờ khi tích xúc đủ lực lượng sẽ tới tìm ngươi. Phương Hàn ta chính là ở trong chiến đấu gió tanh mưa máu trưởng thành, không thể bị dọa đơn giản như vậy. Ta biết, sau khi thành tựu hư tiên, có thể để thần niệm ký thác trong rất nhiều không gian dị độ,
Bất quá dù sao thì ngươi cũng chưa lĩnh ngộ được pháp tắc sinh tử, coi như là thần niệm lớn thành bản thể cũng sẽ không có được toàn bộ ký tức của ngươi, khi xuất hiện bất quá chỉ là một kẻ dị hình dị dạng mà thôi. Phương Hàn cười nhạt liên tục, ngươi làm sao biết được chuyện bí ẩn như vậy? Hai mắt Huyền Vô Cô chấn kinh hỏi, ta tu luyện đại đạo, những điều ta biết tuyệt đối hơn nhiều so với ngươi. Phương Hàn đang muốn phá hủy đạo tâm Huyền Vô Cô, thế nhưng tinh chủ quần tinh môn, còn có tam đại cao thủ cổ lão tinh trần, tinh viêm, tinh cứu đã bay tới, tinh chủ mở miệng nói, Phương Hàn đạo hữu, kẻ này hung ác dị thường, trăm triệu lần không thể coi thường, tuy rằng bị chúng ta phong ấn, thế nhưng lúc nào cũng có thể trốn đi, không sai, cao thủ hư tiên, dù thế nào đi nữa cũng là hư tiên, hình thái sinh mệnh khác với chúng ta. Phương Hàn gật đầu, lần này đã tạ quần tinh môn đến trợ giúp, bằng không, vũ hóa môn chúng ta tuy rằng có thể đuổi được hai đại hư tiên đi, thế nhưng tổn thất không nhỏ. Tinh Vân Bảo Bảo, nhanh nhanh đi gặp phụ thân ngươi. Đang trong lúc nói chuyện, Phương Hàn gọi Tinh Vân Bảo Bảo từ trong bát bộ phù đồ ra ngoài. Tốt tốt tốt, nhìn thấy nhi tử của chính mình, tinh chủ khen không dứt miệng, tinh chủ phu nhân cũng cảm khái không thôi. Nghĩ lại năm đó, Phương Hàn ngươi đi ra ngoài lịch lãm mới chỉ là nhục thân cảnh, mà hiện tại cư nhiên là cao thủ cấp bậc giới vương cảnh, hơn nữa chống lại được hư tiên. Ta thế nào cũng không nghĩ ra được ngươi lại trưởng thành tới mức độ này. Anh hùng theo thiên mệnh sinh ra, không hỏi ngắn dài. Phương Hàn mỉm cười, lần này quần tinh môn tới viện trợ, vũ hóa môn ta vô cùng cảm kích, chờ ta tẩy rửa vũ hóa quần sơn một lần, bố trí vũ hóa thiên cung tiếp tục mở tiệc chiêu đãi các vị, cộng đồng mưu đồ đại sự. Phương Hàn tự nhiên biết, lần này quần tinh môn làm tới đến nơi đến chốn sợ là có việc gì đó. Hiện tại quần sơn vũ hóa môn đã sớm bị phá hủy không còn sót lại chút gì, địa mịch hé mở, đại địa tan vỡ, linh khí tan mất, quần sơn héo rũ, hoàn là tình cảnh diệt vong một phái, so với mặt nhật phần tràng có chút tương tự. Thế nhưng Phương Hàn phun ra một ngụm thanh khí, hoàng khí, chính là đang thi triển thanh đế mộc hoàng khí và hoàng đế thổ hoàng khí, vừa mới rơi vào đại địa, nhất thời từng gốc đại thụ che trời điên cuồng mọc lên, toàn bộ đều là thượng cổ linh mộc, mà từ ngọn núi Thanh Tú, y theo các loại trận pháp, bố trí vận chuyển liên hoàn, cư nhiên có cùng hình dáng so với bát cực kim tòa đại trận, vô số kỳ hoa dị thảo, sinh trưởng trong đó. Phương Hàn không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ, đoạt được bao nhiêu túi pháp bảo, nhất là dược thần cốc, trong túi pháp bảo dược tiên sư kia, rất nhiều mầm mống linh dược, hiện tại thả ra gần một nửa, dùng thanh đế mộc hoàng cương khí để cao, lập tức sinh trưởng, hình thành một phiến dược viên xanh úng tươi tốt, còn một số linh dược thượng cổ, vừa mới rơi xuống đất liền mọc rễ, sau đó tự động hấp thu linh khí, tự động tu luyện. Phương Hàn thấy thế, từ trong không gian hoang thần chi thi, lấy ra hơn 10 viên tiên đan, bóp nát, giải khắp dược viên. Lập tức tiên khí tràn ngập, thẩm thấu vào đại địa, tất cả các linh dược lại một lần nữa sinh trưởng điên cuồng. Nhiều tiên đan như vậy, tạo vật thủ đoạn, đám người quần tinh môn nhìn thấy Phương Hàn tung ra thủ bút to lớn, không nhịn được sợ hết hồn. A, Phương Hàn thi triển ra thủ đoạn của chính mình, vô số cương khí, linh dược, mầm mống, mở ra ngọn núi, bày cấm chế, để phương viên mấy vạn nam trong quần sơn vũ hóa môn cái tạo càn khôn. Mặt đất bên dưới, toàn bộ đều bị hỏa diễm luyện hóa, bùn đất, núi đá ban đầu toàn bộ đều biến thành một loại ngọc chết tinh quánh trong suốt. Phương Hàn lần thứ hai để rất nhiều tài liệu chứa đựng bên trong bát bộ phủ đồ bay ra ngoài, bát bộ rong lô xoay chuyển, trong đó phun ra vô tận ngọc dịch. Ngọc dịch này vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức linh khí trào ra, ngọc khí bốc hơi, người như đắm chìm trong vân lai tiên cảnh. Số ngọc dịch này chính là một loại tài liệu luyện chế động phủ, tên là lãnh noãn hương ngọc, cũng không phải thiên nhiên ngưng tụ thành, mà là cao thủ dược thần cốc dùng một số ngọc thạch và linh dược hiếm thấy trong thiên đại cùng nhau luyện chế, trưng cất, tạo thành một loại tài liệu kiến trúc đặc biệt, trải rộng trong động phủ, không chỉ ôn nhuận trơn bóng, đông ấm hạ mát, lại còn có thể tản mát ra hương ngọc khí, có thể làm cho bách bệnh tiêu trừ, tai nạn không thể xâm nhập vào thân thể. Hiện tại, Phương Hàn để mặt đất phương viên vạn dặm, trên ngọn núi, toàn bộ đều phủ ký loại hương ngọc này, thủ đoạn xa xỉ, xa hoa, đám người quần tinh môn nhìn thấy mà lặng người. Khô Vinh Chân Quân, Thần Thú Bạch Hy, Đồ Chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, Tinh Vẫn, Thích Thiếu Uy, Tề Minh Hạo, nhanh nhanh dựa vào thủ pháp luyện chế, cô đọng vạn dặm đại địa, giang sơn như họa. Trong quá trình cô đọng, Phương Hàn tái tạo hơn hà, Khô Vinh Chân Quân và rất nhiều cao thủ khác bay ra, cùng nhau phụ trợ, đánh ra các loại bí quyết thủ pháp, đồng thời Phương Hàn để hoàng tuyền đồ bao phủ xung quanh, gia tốc thời gian, đủ cô đọng mấy trăm năm, bên ngoài bất quá chỉ có một canh giờ mà thôi. Ầm ầm, đại địa lắng động, từng khối rớt xuống, toàn bộ quần sơn vạn dặm vũ hóa môn, nơi nơi đều là hương ngọc thoang thoảng, kỳ hoa nở rộ, từng ngọn núi nhô cao, chọc thẳng lên mây, trên ngọn núi cũng điều khắc rất nhiều trận pháp, công điện, nhất là luân hồi phong của Phương Hàn. Luân hồi phong của Phương Hàn, trong lúc chiến đấu với Chu Thiên Tiên Tôn, toàn bộ tan vỡ, đổ nát, bất quá hiện tại Phương Hàn một lần nữa cô động hoàn toàn mới, hơn nữa cao nhất, trở thành một ngọn núi,
Một kình thiên trụ cao tới 108.000 trượng, thâm nhập vào tầng cửu thiên cương phong, chọc thẳng ra ngoài vũ trụ. Về phần thiên đô phong, Lăng Tiêu Phong ban đầu đã không còn nhìn thấy. Bên cạnh chính là Già Lam Phong, toàn thân màu lam, đứng vững tại phương Tây, mà từ điện phong và luân hồi phong đặt song song, xung quanh điện quang lập lòe, sấm sét chấn động, suốt năm lôi vân vờn quanh, mây đen cuồn cuộn, mang theo uy nghiêm vô cùng vô tận. Tất cả các ngọn núi vốn ban đầu của Vũ Hóa Môn đều bị tái tạo một lần nữa, điều khác cẩn thận, so với trước kia không giống nhau, đồng thời rực rỡ hẳn lên, năng lực và linh hiệu tu luyện không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Giờ khắc này, ta mới biết được, Phương Hàn đại sư huynh lợi hại như thế nào, cái gì là Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiếu Bạch, tất cả đều giống như phân chó. Phương Hàn đại sư huynh mới là thủ lĩnh chân chính của Vũ Hóa Môn chúng ta, dẫn đường Vũ Hóa Môn đi tới vinh quang. Một vị chân truyền đệ tử Bách Biến chân nhân bước lên, vẻ mặt xấu hổ nói: "Đa tạ đại sư huynh cô đọng ngọn núi Bách Chiến này cho ta, từ hôm nay ta sẽ nghe theo đại sư huynh." Núi là biển lửa, không hề nhăn mày một chút: "Ngươi cũng là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, không nên bảo sao hay vậy?" Phương Hàn nhìn Bách Chiến chân nhân, thấy hắn đã tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng, cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, biết hắn chiếm được không ít chỗ tốt từ Mạnh Thiếu Bạch và Chu Thiên Tiên Tôn. Hiện tại Chu Thiên Tiên Tôn đã bị đánh trúng một kích trọng thương bỏ chạy, Huyền Vu Cô cũng bị trấn áp, lập tức biểu hiện trung tâm, rất sợ bị Phương Hàn tẩy trừ. Bất quá Phương Hàn đối với loại vai nhỏ như thế này đã không để vào mắt, tùy ý nhàn nhạt nói: "Đại kiếp nạn sắp tới, ta tổn hao khí lực lớn, nghịch chuyển thời gian, ở chỗ này đắp nạn ngọn núi, bố trí đại trận, chính là vì muốn đối kháng với thần tộc xâm lấn. Các ngươi nên chăm chỉ tu luyện, nếu như có thể vượt qua được đại kiếp nạn này, tương lai nhất định có thành tựu." "Dạ, đại sư huynh." Mấy nghìn gã chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn toàn bộ đều quỳ xuống đồng thanh nói. Những đệ tử chân truyền này đều là do Chu Thiên Tiên Tôn từ trong những đệ tử nội môn ngoại môn tuyển chọn ra, sau đó thu bọn họ vào trong thế giới của chính mình, cho bọn họ tăng thêm thọ nguyên, nghịch chuyển thời gian, truyền thụ bọn họ thần thông tu luyện, để cho bọn họ trung tâm đối với Mạnh Thiếu Bạch, bồi dưỡng dòng chính, bất quá coi như là một công đức đối với Vũ Hóa Môn chúng ta. Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng cười: "Phương Hàn, xem ra ta muốn thoái vị rồi, để ngươi tiếp nhận Vũ Hóa Môn, ta ẩn cư trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, để ngươi làm trưởng giáo chí tôn." Tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn nghe lệnh: "Ngày hôm nay có chư vị đạo hữu quần tinh môn chứng kiến, ta chính thức rời khỏi trưởng giáo đại vị, truyền thụ cho Phương Hàn, từ nay về sau, hắn chính là trưởng giáo đời thứ 5 của Vũ Hóa Môn chúng ta." Vũ Hóa Tam Thánh cũng gật đầu, rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão cùng nhau nói: "Tu vi của Phương Hàn đã tới giới vương cảnh, sánh ngang hư tiên, làm trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn chúng ta rất thích hợp. Hiện tại bản Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, tín vật trưởng môn, do Phương Hàn ngươi chấp trưởng, mời Vũ Hóa Phi Thăng Kinh." Ong ong ong, từ trong Vũ Hóa Thiên Cung có một quyển kinh thư thật lớn bay ra. Quyển kinh thư này có màu trắng tinh khiết nhu hòa, trên mặt không có một chữ nào, là một quyển vô tự thiên thư. "Phương Hàn, trong truyền thuyết Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không phải là một môn phái nhỏ, mà là vâng chịu đạo thống của một vị vũ hóa chân thân thần bí. Vị vũ hóa chân nhân này đã tu luyện tới cảnh giới chí tiên, chỉ kém một bước là bước vào thiên quân. Bất quá đây đều là truyền thuyết thượng cổ. Trong quyển Vũ Hóa Phi Thăng Kinh này ẩn chứa huyền bí vô cùng. Trước đây Vũ Hóa Môn chúng ta thông qua nó có thể câu thông với tiên giới. Bất quá từ vạn năm trước, khi sư phụ ta chết đi, bản kinh thư này chịu một kiếp nạn, chịu tổn hại nặng nề, đã bị mất đi liên hệ với tiên giới rồi. Trong Vũ Hóa Môn, Vũ Minh Không tu vi tối cao nói, sư phụ của ta là trưởng giáo chí tôn nhị đại Vũ Hóa Môn, tu vi có thể so sánh với thiên tiên, bất quá gặp phải kiếp nạn ngã xuống, bằng không Vũ Hóa Môn chúng ta có thể chân chính chống lại Thái Nhất Môn." "Vậy sao?" Phương Hàn tiếp nhận Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, hơi chút đưa vào thuần dương nguyên khí, pháp lực bản thân, phát hiện ra bên trong bản kinh thư này có ẩn chứa một ít tiên đạo pháp tắc mờ ảo, tựa hồ là một mảnh nhỏ tiên khí nào đó. Một đạo pháp quyết tu luyện đại âm dương thuật cũng dũng mãnh tràn vào trong đầu chính mình. Cầm Vũ Hóa Phi Thăng Kinh trong tay, từ giờ khắc này Phương Hàn chân chính trở thành trưởng giáo chí tôn. Bất quá trong lòng hắn cũng không có chút kích động nào, trưởng môn Vũ Hóa Môn đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng gì nữa rồi, chỉ là một tâm nguyện của 8 năm trước mà thôi. 8 năm trước, hắn là một gia nô, một người chăn ngựa, mà 8 năm sau, hắn đã là một trưởng giáo chí tôn môn phái tiên đạo, nắm giữ càn khôn, tồn tại xoay tròn nhật nguyệt. Bất quá tính theo năm tháng tu luyện của hắn đã tiếp cận 3 vạn năm, dựa theo sinh nhật thì hắn đã hơn 3 vạn tuổi rồi, không còn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu nữa. Lúc Phong Bạch Vũ chuyển ngôi, trong lòng tựa hồ là buông xuống một tảng đá lớn, hắn muốn đi làm việc của chính mình rồi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.